Xin chào các bạn khán thính giả của Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cái đó là chân lý lẽ ra không cần nhắc lại. Thế nhưng chúng ta vẫn phải nhắc lại hàng nghìn lần, thậm chí tỷ tỷ lần vì ông láng giềng gần của chúng ta luôn cố tình mất trí nhớ tạm thời mỗi khi nói về điều đó. Không chỉ tố ngược Việt Nam chiếm đảo, chiếm biển, họ còn nhiều lần tố chúng ta xây dựng, cải tạo, mở rộng trên chính đảo của chúng ta bằng những lý lẽ không thể nào nghe nổi. Thế nhưng, mới đây, truyền thông nước bạn lại có một thái độ hết sức bất ngờ khi phát hiện Việt Nam cải tạo đảo ở Biển Đông. Lần này họ không tố, không phê phán, không la làng mà chọn cách im lặng. Lý do là gì thì các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức lược dịch bài báo mới được đăng tải trên tờ news.qq.com của Trung Quốc, một trang tin thường xuyên có những bài bình luận về tình hình Biển Đông để làm rõ nhé. Tuy nhiên, trước khi đi vào dịch nội dung bài báo, Hồ Xanh Kiến Thức xin khẳng định lại một điều. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam và tất cả những lý luận và cách gọi của tác giả người Trung là quan điểm và lập luận của họ, không liên quan gì đến quan điểm và lập trường của kênh cũng như bất kỳ một người Việt Nam yêu nước nào. Các cụ ta có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cũng nên thỉnh thoảng đi sâu vào dư luận nước láng giềng để xem họ đang nghĩ gì và tẩy não quần chúng của họ ra sao, để liệu đường đối phó, phải không ạ? Bài viết trên news.qq có tiêu đề Việt Nam đẩy mạnh cải tạo, xây dựng đảo ở Biển Đông, bị Trung Quốc phát hiện, đã đến lúc tái khởi động cải tạo đảo. Tác giả bài báo Trung Quốc cho biết, mới đây, với việc kết thúc tiểu diễn đàn xây dựng hợp tác và trật tự an ninh Biển Đông tại Hội nghị thường niên của Diễn đàn Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023, đã có một cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và các nước ASEAN về việc thúc đẩy thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Và cuộc đàm phán đã kết thúc thành công khi một bản thảo đầu tiên thành hình thành khối. Có thể nói, với những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc và các nước ASEAN, thì tuyên bố chung được công bố từ năm 2002, cuối cùng đã bước vào giai đoạn thực hiện đầy đủ. Chính vì vậy, nếu không có gì bất ngờ, theo Bộ Quy tắc ứng xử hàng hải mới này, tình hình ở Biển Đông vốn đang khá phức tạp, theo kiểu rồng cá lẫn lộn, sẽ mở ra một trang mới ổn định, bình thường hóa trong tương lai. Tuy nhiên, chính tại thời điểm này, các bức ảnh vệ tinh mới nhất đã tiết lộ rằng Việt Nam đang tiến hành công việc cải tạo trên một số đảo và dạng san hô, bao gồm bãi cát Tiên Nữ, đảo Sơn Ca và đảo Phan Vinh. Đặc biệt, tại đảo Nam Yết, phía Việt Nam thậm chí còn dùng tàu cuốc hút lưỡi cát để lấp đá ngầm nhằm bồi lấp đảo. Nó không chỉ mở rộng diện tích đảo san hô nhiều lần, mà còn xây dựng một nơi trú ẩn an toàn trên đảo. Những dấu hiệu này đều cho thấy Việt Nam đang tiến hành các dự án cải tạo đất quy mô lớn một cách có tổ chức trên các đảo và bãi đá ở Biển Đông. Và mục đích của họ có lẽ là mở rộng hơn nữa lợi ích của chính họ trên các đảo và bãi đá ngầm này trước khi Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông chính thức được thực thi. Báo Trung Quốc nhận định thêm rằng, việc bồi lấp, cải tạo đảo này được nhiều nước trong khu vực thực hiện như Philippines cũng đã từng làm ở những đảo chiếm đóng trái phép. Thế nhưng khác với Philippines, việc cải tạo, xây dựng chủ yếu để phục vụ mục tiêu quân sự thì hành động của Việt Nam được cho rằng chỉ để phục vụ mục tiêu kinh tế của đất nước họ mà thôi. Để chứng minh cho nhận định của mình rằng Việt Nam cải tạo biển đảo chỉ vì mục tiêu kinh tế, bài báo Trung Quốc đưa ra phân tích. Nếu thuần túy xét từ quan điểm quân sự, thì giá trị lớn nhất của các đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông là cho phép quân đội của quốc gia họ đóng quân cách xa đất liền trong một thời gian dài. Ngoài ra, nó cũng có thể tạo thành một lực lượng răn đe quân sự đối với các quốc gia trong khu vực nếu như tập kết được lực lượng quân sự ở khu vực đảo đó. Báo Trung Quốc nói đến đảo Thị Tứ và cho rằng đảo này là của họ và bị Philippines chiếm đóng trái phép. Cần phải biết rằng, số đảo, bãi đá ngầm mà Philippines chiếm đóng trái phép ở Biển Đông không nhiều, chỉ có 8 đảo. Nhưng điều này không có nghĩa là Philippines ít bị đe dọa hơn đối với Trung Quốc so với Việt Nam ở Biển Đông. Ngược lại, Philippines, quốc gia đã chiếm đóng trái phép một số ít đảo và bãi đá ngầm, nhưng lại là mối đe dọa cao hơn. Lý do là bởi đảo Thị Tứ nằm ở phía bắc của quần đảo Nam Sa, tức là đảo Trường Sa của Việt Nam, và nằm ở trung tâm của toàn bộ Biển Đông. Nếu vẽ một vòng tròn có bán kính 1.000 km và lấy nơi này làm trung tâm, không chỉ bao gồm tất cả các đảo và dạng san hô của Trung Quốc ở Biển Đông, mà thậm chí bao gồm cả một phần phía nam của đảo Hải Nam. Báo Trung Quốc phân tích thêm rằng, lý do họ vẽ một vòng tròn 1.000 km là bởi đảo Thị Tứ là đảo đá ngầm, có sân bay
nên quân đội Philippines đóng trên đảo có thể nhanh chóng thực hiện việc điều quân qua sân bay này. Sau khi mở rộng trình độ nhất định, trên lý thuyết, thậm chí có thể bố trí một số tổ máy bay chiến đấu nhất định ở đây. Trước đây, khi Philippines và Mỹ đang đàm phán về hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng, phe thân Mỹ ở Philippines sẽ đe dọa cho quân đội Mỹ đặt căn cứ ở đảo Thị Tứ. Đó cũng là vì giá trị quân sự của đảo Thị Tứ vượt xa các đảo và bãi đá ngầm khác ở Biển Đông mà Philippines chiếm đóng trái phép. Ngược lại, mặc dù Việt Nam có mặt trên nhiều đảo và bãi đá ngầm, nhưng quá trình phát triển các đảo và bãi đá này vẫn ở giai đoạn tương đối sơ khai. Ngoại trừ đảo Nan Quê ở phía nam quần đảo Trường Sa có đường băng, các đảo và bãi đá ngầm khác thường chỉ có cảng cho tàu thuyền ra vào. Nơi trú ẩn an toàn lớn hơn thuộc về một số đảo lớn và dạng san hô có cơ sở vật chất đặc biệt. Nguyên nhân của tình trạng này là do Việt Nam có năng lực kỹ thuật kém trong lĩnh vực cải tạo và xây dựng đảo san hô, không thể hỗ trợ xây dựng đảo và dạng san hô quy mô lớn. Xét cho cùng, nó khác với việc Trung Quốc có thể sử dụng tàu quốc hút cát tầm cỡ thế giới để bồi lấp 3 đảo có diện tích hàng trăm hecta trên Biển Đông chỉ trong một năm. Việt Nam luôn sử dụng công nghệ cải tạo đất kiểu sơ khai. Đó là sử dụng bao cát, khối xi măng và các thiết bị khác để bao quanh vùng đất xung quanh đảo và dạng san hô, sau đó lấp đầy vòng tròn bằng cát theo cách thủ công từng chút một để thay thế nước biển. Phương pháp cải tạo đất này không những không hiệu quả mà còn khó đảm bảo hiệu quả kỹ thuật. Những con sóng do một cơn bão tạo ra cũng đủ để phá hủy những đê quai này và cuốn trôi lớp cát bồi đắp không có nền tảng. Cuối cùng, mặc dù Việt Nam là quốc gia đầu tiên bắt đầu cải tạo đất trên các đảo và bãi đá ở Biển Đông, nhưng diện tích cải tạo của họ vẫn không bằng ba đảo lớn của Trung Quốc. Lý do thứ hai mà báo Trung Quốc đưa ra là so với việc Philippines luôn phụ thuộc vào Mỹ, nước này cũng chịu ràng buộc rất lớn so với Mỹ trong các vấn đề chiến lược, do đó cần phải trở thành con tốt thế của Mỹ trong cuộc đối đầu gay gắt với Trung Quốc ở Biển Đông. Còn Việt Nam thì khác, tinh thần độc lập của Việt Nam rất cao. Các bạn biết đấy, từ rất lâu trước khi nổ ra sự kiện Biển Đông, Hoa Kỳ đã không ngừng cải thiện quan hệ với Việt Nam. Sau cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở Biển Đông, Hoa Kỳ đã cố gắng thu phục Việt Nam như cánh tay phải của mình, đồng thời theo kịp mình và Philippines để đạt được mục tiêu cùng nhau đối đầu với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Khi tình hình Biển Đông nóng lên rõ rệt vào năm 2020, Mỹ thậm chí còn đề xuất ý tưởng Việt Nam cho họ thuê vị cam ranh với rất nhiều tiền, mục đích chỉ để kéo Việt Nam vào hỗn loạn ở Biển Đông. Tuy nhiên, cách tán tỉnh của Hoa Kỳ theo kiểu kẹo bọc đường không dụ được Việt Nam. Hàng loạt viện trợ mà Hoa Kỳ hứa hẹn đã được chấp nhận toàn bộ, nhưng riêng việc yêu cầu Việt Nam đối đầu với Trung Quốc thì đã bị Việt Nam từ chối thẳng thừng. Bởi vì Việt Nam biết rất rõ rằng, trước tình hình Biển Đông và quan hệ Trung-Việt hiện nay, Việt Nam không nên tạo thù địch với Trung Quốc, còn Mỹ chỉ đang tìm một vật tế thần mà thôi. Vì vậy, thấy giống như Philippines, tôi cũng có thể nhân cơ hội này để thu nhập thêm tiền Mỹ, rồi tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Có thể rất nhiều người không biết rằng Việt Nam hiện nay rất coi trọng và có ý định duy trì mối quan hệ ổn định với Trung Quốc. Điều này có thể nhận thấy rõ qua các dự án trao đổi, hợp tác thường xuyên của Việt Nam với Trung Quốc. Hai năm qua, những cuộc tuần tra chung trên biển và trên biên giới đất liền Việt-Trung cũng được quân đội hai nước thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, các cuộc tuần tra chung do hai nước tiến hành ở Vịnh Bắc Bộ không chỉ tăng tần suất tổ chức hai lần một năm, mà còn làm sâu sắc thêm sự hợp tác giữa Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển và củng cố sự tin cậy lẫn nhau về quân sự giữa hai nước. Nhờ đó mà nguy cơ xảy ra các sự cố khó chịu giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được giảm thiểu ở nhiều mức độ khác nhau. Cũng chính vì điều này mà tôi đánh giá rằng dự án cải tạo đất của Việt Nam trên các đảo và bãi đá khi bản dự thảo đầu tiên của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông được soạn thảo hoàn toàn dựa trên lợi ích kinh tế. Bởi trong Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, điều khoản quan trọng nhất là cấm các nước đơn phương làm thay đổi tình hình ở Biển Đông. Nói một cách đơn giản, đó là cấm các quốc gia tiếp tục tiến hành cải tạo đất. Điều đó có nghĩa là, tại thời điểm này, Việt Nam sẽ bắt đầu cải tạo đất. Rõ ràng là để có được một khoảng thời gian giao thoa trước khi thực hiện tuyên bố và Bộ Quy tắc ứng xử. Và họ sẽ phấn đấu trong giai đoạn giao thoa này. Điều này cũng cho thấy Việt Nam có thái độ tích cực đối với việc thực hiện tuyên bố và Bộ Quy tắc ứng xử.
Bài báo Trung Quốc nhận định thêm, xét cho cùng, nếu Việt Nam phản đối, cản trở, thậm chí là từ chối thực hiện bộ quy tắc ứng xử ngay từ đầu, thì họ không cần phải nôn nóng để thực hiện một cuộc khai hoang quy mô lớn như vậy vào thời điểm này. Còn một lý do khác, có thể khẳng định mục đích cải tạo của Việt Nam không có gì nguy hiểm là vì nếu xét từ thực tế, Việt Nam từ trước đến nay chủ yếu vẫn xây dựng nơi trú ẩn an toàn trên các đảo và rạn san hô để cung cấp thức ăn và bến đỗ cho các tàu đánh cá của mình khi biển động. Mục tiêu đó họ cần hơn là mở rộng vì mục đích quân sự để làm nóng hơn tình hình Biển Đông. Từ những lý do đó, bài báo kết luận rằng, vào thời điểm bộ quy tắc ứng xử sắp được thực thi, dự án cải tạo đảo do phía Việt Nam thực hiện đã không gây thêm phản ứng từ phía Trung Quốc. Tức là phía Trung Quốc không phản đối hay phàn nàn gì. Bởi Trung Quốc hiểu rằng, từ khi Việt Nam bắt đầu chấp nhận tuyên bố và bộ quy tắc ứng xử sẽ được thực hiện, Việt Nam đã ngầm chấp nhận rằng có một con đường dẫn đến giải pháp hòa bình cho tình hình Biển Đông. Điều chúng ta phải làm bây giờ chỉ là im lặng chờ đợi và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ tình hình Biển Đông theo hướng có thể giải quyết một cách hòa bình. Trong hoàn cảnh đó, nếu vì những hành động nhỏ nhặt của Việt Nam mà làm phản ứng lớn hơn rồi ảnh hưởng đến việc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, thì sẽ xảy ra tình trạng nơi những tổn thất nhỏ lớn hơn những lợi ích. Do đó, thời điểm khởi động lại giai đoạn 2 của dự án cải tạo đất ở Biển Đông không cách ít nhất một bước so với việc thực thi bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn nó từ một góc độ khác, thì chắc chắn Trung Quốc có thể khởi động lại hoạt động cải tạo đảo bất cứ lúc nào. Và khi đó, việc thực hiện các quy tắc của các quốc gia ở xung quanh Biển Đông sẽ được thực hiện ở một mức độ nào đó khác với mong muốn của họ. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bài viết được đăng tải trên trang news.qq.com của Trung Quốc cách đây vài ngày. Có lẽ tác giả bài viết hơi có chút thấp thỏm và lo lắng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam, nên góp sức cùng truyền thông nước nhà chấn chỉnh lại tâm lý người dân chăng? Có một quan điểm cần phải bày tỏ lại với truyền thông nước bạn rằng, thứ nhất, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam. Ngày đảo Thị Tứ, hòn đảo đã bị Philippines chiếm đóng trái phép mà cả hai nước này đang tranh giành nhau. Nó cũng là của Việt Nam và thuộc quần đảo Trường Sa. Thứ hai, Việt Nam được luật pháp quốc tế công nhận và có đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử để thừa nhận chủ quyền với các đảo, bãi đá, bãi cát thuộc Trường Sa, nên Việt Nam hoàn toàn có quyền cải tạo, nâng cấp, bồi lấp theo ý mình mà không phụ thuộc vào ý chí nguyện vọng của bất kỳ quốc gia nào. Tiếp đến, từ trước đến nay, quan điểm của Việt Nam luôn dựa trên nguyên tắc hòa bình và không làm nóng tình hình Biển Đông tạo bất lợi. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẵn sàng để đối phó với những động thái không sòng phẳng, ngang ngược, bất chấp của đối thủ xâm phạm vào vùng biển đảo của Việt Nam. Việc Trung Quốc nói họ im lặng vì thấy rằng việc Việt Nam bồi lấp, cải tạo đảo chỉ vì lợi ích kinh tế chứ không phục vụ mục đích quân sự cũng là một cái lý của họ. Nhưng nếu nhìn ở mặt ngược lại thì dư luận dễ dàng thấy rằng chính nước láng giềng mới là quốc gia cải tạo, xâm lấn biển đảo nhiều nhất và mạnh nhất, bất chấp sự phản đối của các quốc gia khác. Chính họ là nhân tố làm nóng Biển Đông trong nhiều năm qua. Họ cho rằng hành động cải tạo đảo của Việt Nam không đáng lo vì cách làm của chúng ta còn thủ công và sử dụng công nghệ kém. Điều này chúng ta không bàn vì việc kém hay không kém bản thân chúng ta biết. Họ cứ biết thế là được rồi. Còn niềm tin về việc Việt Nam chỉ cải tạo đảo để có chỗ cho ngư dân tránh chú bão thì có lẽ họ đã quá coi thường mục tiêu của chúng ta rồi, phải không ạ? Chẳng ai để vườn không đảo trống cho kẻ trộm có thể bất kỳ lúc nào cũng ngang nhiên vào nhà được. Cái này thì hạ hồi phân giải. Các bạn có nghĩ giống hố xanh kiến thức không? Hãy cho chúng tôi biết phần dưới bình luận nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho hố xanh kiến thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của hố xanh kiến thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!